chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Và đố mọi người biết hôm nay mình sẽ mang sản phẩm gì đến cho mọi người. Thảo ơi, con robot hút bụi của mẹ đâu rồi? Mẹ mình đấy. Hello. Đây, robot hút bụi Ecovac N30 Pro Omni. Giải pháp dọn nhà hoàn hảo giúp bạn thảnh thơi tận hưởng không gian sống sạch sẽ, thơm tho. Cho bác nào chưa biết thì robot hút bụi Ecovac N30 Pro Omni chính hãng đang có mức giá là 11.900.000 tại Hoàng Hà Mobile. Và đặc biệt, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tại Hoàng Hà Mobile đang giải phóng sức lao động cho chị em bằng những thiết bị gia dụng thông minh như nồi chiên không dầu, nồi cơm điện, máy lọc không khí giá cực sốc. Bác nào muốn tìm hiểu thêm thì mình có để link ở phần mô tả nhé. Ok, giờ thì let's go! Chắc chắn rồi, đầu tiên chúng ta sẽ phải điểm qua đôi chút về ngoại hình. Thì em này có hai màu là màu đen và màu trắng. Hai cái tông màu này thì khá phổ thông, tuy nhiên lại rất là dễ dàng phù hợp với đa dạng cái thiết kế của gia đình. Em này được trang bị sẵn hai bình nước, một bình nước sạch và một bình để chứa nước bẩn với dung tích khá là lớn. Bình nước sạch là 3.5 lít và bình nước bẩn là 3 lít. Mình khá thích cái thiết kế mà bình trong như thế này, kiểu như là mình sẽ dễ dàng nhận biết khi nào bình hết nước và cần bổ sung thêm, hay là việc tháo lắp ra rất dễ dàng ngay cả khi mà mình đặt nó ở dưới cái gầm bàn như thế này. Còn đây, đây chính là nhân vật chính nha. Em nó làm nhiệm vụ là quét dọn và lau nhà đa năng. Thiết kế của em nó thì khá là đơn giản và nhỏ gọn thôi. Ở trên này thì có 3 nút bấm, một nút nguồn dùng để khởi động máy này, nút home dùng để di chuyển về trạm sạc. Còn đây là nút làm sạch theo điểm, kiểu như khi nào chúng ta cần nó lau dọn một điểm trên sàn nhà nhanh chóng thì chỉ cần mang nó đặt lại gần và ấn nút này thì nó sẽ tự động làm sạch theo các điểm đó tức thì. Đây là tính năng mà mình thấy khá là tiện lợi mà trên thị trường ít các dòng robot hút bụi có được. Còn đây, đây chính là hộp chứa bụi. Mọi người có thể tháo lắp nó ra rất là dễ dàng. Còn chỗ này là cái nắp này thì mọi người dùng để đổ cái bụi ở bên trong ra và rửa lại cho sạch sẽ. Ở phía dưới con robot này thì có sẵn hai cái rẻ lau rồi nha. Và hai cái này thì có thể tự động vươn ra và mở rộng diện tích dọn dẹp. Và đặc biệt rất tiện lợi trong những cái trường hợp mà nhà bạn có những cái khe nhỏ hay là các loại robot hút bụi thông thường khó có thể quét và lau được. Đây được gọi là công nghệ Chuet được tích hợp trên robot, giúp tiết cận và làm sạch các góc hẹp. Nhờ đó thì toàn bộ căn nhà của bạn sẽ được làm sạch kỹ lưỡng từ các bề mặt lớn đến những cái ngóc ngách nhỏ. Hai cái rẻ lau này không chỉ vươn ra được mà còn có thể nâng lên được khi mà gặp thảm, tương tự như những con robot hút bụi hạng sang, và khả năng vượt chướng ngại vật của em nó là 2 cm. Tức là nếu mà em nó đang lau mà gặp phải những cái bậc tầm khoảng 2 cm thì nó vẫn vượt qua được và tiếp tục công việc của nó. Phía mặt dưới của con robot hút bụi này được trang bị sẵn một cái chổi chống rối hoặc là gỡ rối, kiểu như là sàn nhà có quá nhiều tóc hay là lông thú cưng thì cái chổi này sẽ có tác động là gỡ rối này, giúp cái việc thu hút bụi quét dọn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Còn đây chính là chổi chính. Chiếc chổi này là sự kết hợp giữa cao su và những chiếc lông hay được xếp theo hình chữ V, giúp việc thu quét rác này bụi mạnh hơn và nhanh hơn. Ngoài ra thì mọi người có thể thấy là ngay chỗ lắp chổi này có thiết kế kiểu như những cái răng lược làm nhiệm vụ gỡ rối cho tóc, làm cho tóc bị hút vào bên trong và không vướng vào cái chổi chính. Về thiết kế này thì gọi là cực kỳ tiện lợi luôn, giúp tiết kiệm thời gian rất là nhiều, bởi vì việc gỡ rối cho tóc này khá là bất tiện và gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành của máy. Tiếp theo là lực hút. Đây là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà mọi người thường để tâm nhất khi mà lựa chọn các dòng sản phẩm robot hút bụi. Và với em robot hút bụi Ecovac N30 Pro Omni này thì có lực hút lên tới 10.000 Pascal, cho phép robot hút sạch mọi bụi bẩn này, mảnh vụn hay là những cái lông thú trên mặt sàn, kể cả là mặt sàn cứng hay là những cái tấm thảm dày. Và đặc biệt là mình thấy lực hút này khá là mạnh so với những cái dòng sản phẩm robot khác trên thị trường, giúp không gian nhà bạn trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết. Đây nha, và mọi người có thể thấy là trên sàn có khá là nhiều rác và bụi, nhưng em nó hút sạch sẽ và không hề sót lại một cái tí mảnh vụn nào luôn. Một tính năng nữa mà mình thấy khá là tiện lợi khi mà được tích hợp cho em robot này chính là tính năng điều khiển thông qua giọng nói. Thì robot được tương thích với các trợ lý ảo, ví dụ như Amazon Alexa này hay Google Assistant Online, thì cho phép người dùng có thể điều khiển robot thực hiện những cái tác vụ làm sạch thông qua giọng nói. Ví dụ như bạn có thể ra lệnh cho robot bắt đầu làm sạch này, tạm dừng hoặc quay về trạm sạc mà không cần sử dụng tay. Tính năng này rất tiện lợi khi mà bạn đang bận rộn này hoặc là không trực tiếp điều khiển robot thông qua ứng dụng được. Và điều này không chỉ tăng cường trải nghiệm cho người dùng mà còn mang lại sự linh hoạt trong cái quá trình quản lý robot hút bụi. Ngoài khả năng lau nhà mạnh mẽ thì em robot hút bụi Ecovac N30 Pro Omni này còn được trang bị hệ thống lau nhà tiên tiến với công nghệ Osmo Turbo. Công nghệ này cho phép robot sẽ tự động điều chỉnh lượng nước phù hợp trong cái quá trình lau, giúp bề mặt sàn luôn sạch sẽ mà không bị quá ẩm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những cái loại sàn dễ bị hư hại, ví dụ như sàn gỗ, giúp bảo vệ chúng khỏi tình trạng thấm nước quá mức. Nhờ đó thì bạn có thể yên tâm sử dụng robot để lau nhà mà không lo ảnh hưởng đến chất lượng sàn. Tiếp theo là sự tiện lợi của trạm sạc. Không đơn thuần là một thiết bị sạc thì trạm sạc của em robot Ecovac N30 Pro này còn được tích hợp rất nhiều tính năng tiện lợi giúp cái quá trình bảo dưỡng robot trở nên dễ dàng hơn. Chẳng hạn như em nó sẽ tự động giặt giẻ lau bằng nước nóng lên tới 60 độ C, giúp cái quá trình lau dọn này, xẻ này luôn sạch sẽ và không chứa vi khuẩn trong quá trình sử dụng. Hay là tính năng sấy khô rẻ.
Bình thường sau khi giặt rẻ, chạm sạc sẽ tiến hành sấy khô rẻ bằng khí nóng ở nhiệt độ lên tới 40 độ C, đảm bảo rẻ luôn khô ráo và sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo. Thời gian sấy có thể điều chỉnh từ 2 đến 4 giờ tùy theo nhu cầu của người dùng. Dung tích bình chứa nước sạch và nước bẩn cũng khá là lớn, giúp giảm thiểu việc phải thay nước thường xuyên. Tiếp theo là dung lượng pin, đây là một yếu tố mà được rất nhiều người quan tâm khi mà lựa chọn các dòng sản phẩm công nghệ di động. Và với em robot hút bụi EcoVac N30 Pro Omni này thì được trang bị dung lượng pin là 5200 mAh, đảm bảo là có thể sử dụng trong nhiều giờ liên tục và có thể là dọn dẹp cả một căn nhà lớn mà không cần phải sạc lại giữa chừng. Thời gian sạc đầy của pin là 6,5 giờ, sau đó thì robot có thể làm việc mà không gián đoạn trong cả một khoảng thời gian dài. Nói chung với dung lượng pin này là vừa đủ dùng cho cả một lần quét dọn. Để kết nối thì mọi người sẽ kết nối thông qua ứng dụng EcoVac Home cả trên iOS hay là Android. Ở đây thì mình có thể cài đặt được các tính năng, ví dụ như là thời gian giặt này, sấy hay là cách nâng rẻ lau khi mà qua thảm. Mình có thể cài đặt tính năng TrueEdge full thời gian, như vậy thì việc lau dọn nhà sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng, sạch sẽ hơn. Và cũng trên app này thì mình có thể điều chỉnh được lịch làm việc này, lực hút lau hay mực nước, cũng như những các chức năng khác trên robot. Ok, đó là toàn bộ những thông tin cũng như là đánh giá chung của mình về em robot hút bụi EcoVac N30 Pro Omni này. Và mình nghĩ đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang có nhu cầu tìm kiếm và sở hữu cho mình một em robot hút bụi thông minh. Và với mức giá tầm 11 triệu thì mình nghĩ là những thông tin, những công dụng và những tính năng nó mang lại là cực kỳ xứng đáng. Và nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào thì hãy comment ở dưới chúng mình biết về nhá. Và đừng quên để lại một like, một subscribe cho Hoàng Hà Channel. Và mình là Thảo Hà. Giờ thì bye bye.